Và lần đầu tiên, Minh Phụng xin kính chào tất cả các chú, các bác và các anh chị em có mặt trong buổi tiệc rượu hôm nay. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay, Minh Phụng rất hân hạnh đi với nghệ sĩ ưu tú Minh Minh Tâm đến đây trong tiệc rượu nhà của anh Út. Trước hết xin chúc cho anh Út cùng với tất cả bạn bè, người thân trong gia đình có một buổi tiệc vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Và liên tục chương trình, Minh Phụng gửi tặng tất cả quý vị một lớp trích đoàn cải lương rất nổi tiếng mà trước đây đã đưa tên tuổi của thầy tôi là cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng lên tột đỉnh vinh quang. Trích đoàn được mang tên Xin Một Lần Yêu Nhau. Hồ nhớ thầy ta đến đây gặp nàng để hát cho nàng nghe một bài ca tông biệt. Bài ca đó tôi thường hát trong những ngày thương nhớ vắng xa, giờ hát lần cuối để gọi là vĩnh biệt. Hồ như xin cảm ơn rất nhiều.